Rồi, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn một vòng để mình tạo những cái cấu trúc website ha. Đầu tiên đăng nhập vào quản trị trước ha nè. Đó. Đó. Thì đầu tiên mình vô trang. Vô trang. Vô trang. Mấy cái trang của người ta đây để nguyên, không cần, mình không cần phải phải xóa. Em cần phải xóa, nếu mà muốn xóa cũng được, xóa thì xóa hết cũng được. Nhưng mà bây giờ tôi sẽ để nguyên, không xóa. Tôi sẽ tạo trang của tôi. Đầu tiên tôi tạo là thêm trang mới nè. Tôi tạo trang chủ. Trang chủ mới đi, chẳng hạn đi. Và trang gì đó, hoặc là trang chủ website gì đó, mình tạo ra một trang nữa ha, trang chủ. Rồi. Rồi mình trang chủ thì ở đây mình bay layout á, hơi giao diện này. Mình chọn full width nha, đang. Đang. Đó. Rồi trang chủ mới là thêm trang chủ, thêm trang thứ hai là trang giới thiệu. Thêm trang giới thiệu rồi thêm trang liên hệ, tương tự vậy thêm giới thiệu liên hệ. Ở trang gì đó mình thêm ra nha, đó là một cách tạo trang. Rồi cái thứ hai là mình tạo tiếp là cái phần chương mục. Chương mục tạo là đây là tư vấn kỹ thuật đi chẳng hạn nha. Rồi điểm vô rồi trong tư vấn kỹ thuật tôi sẽ có là hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn sử dụng sản phẩm, hướng dẫn sử dụng đi. Đó, rồi con của tư vấn kỹ thuật. Rồi trong tư vấn kỹ thuật đây tôi có một cái nữa là tư vấn chọn sản phẩm, tư vấn chọn sản phẩm đánh giá đi. Giá review á, con của tư vấn kỹ thuật luôn. Ví dụ vậy tôi làm hay một vậy ha, ví dụ thôi. Rồi. Rồi tiếp theo tôi tạo tiếp là sản phẩm danh mục. Danh mục ở đây mặc định đây, nếu mình làm mới của mình thì mình xóa hết đây, không liên quan thì mình xóa hết. Rồi xóa hết, xóa đây, cái này cũng liên quan, xóa hết, làm mới cái của mình nha. Đó. Rồi đây tôi không xóa, tôi để, tôi giải lớp sau nữa, tôi để nguyên, tôi làm cái mới của tôi thôi. Đây tôi tạo tiếp cho tôi là, ví dụ như là đây là tôi bán, ví dụ tôi bán gì đây, danh mục 1 đi ha, tôi tạo đại đi, danh mục sản phẩm một à. Rồi danh mục sản phẩm 2, rồi trong danh mục sản phẩm 1, danh mục sản phẩm 2 sẽ có những danh mục con, danh mục sản phẩm 1
1.1 là con của danh mục sản phẩm. Con của ai? Không. Rồi. Danh mục sản phẩm 1.2.1 là con của danh mục sản phẩm 2. Chẳng hạn. Đó. Ví dụ vậy mình tạo ra nhiều nhóm à. Rồi sau khi tạo xong là danh mục bài viết, danh mục sản phẩm, trang, thì mình sẽ vô cái phần giao diện menu để lôi ra. Cái giao diện menu này mình, cái menu này mình có thể xóa đi, cũng có thể giữ nguyên. Ví dụ muốn xóa cái này đi thì mình bấm nút xóa để mình xóa, mình làm menu mới của mình. Tại web mình làm mới riêng của mình thì mình xóa. Còn web này tôi giữ lại, tôi cần để giải tiếp thì tôi giữ lại. Thì tôi sẽ tạo mới một cái menu mới, create new menu ở đây. Tôi tạo là menu mới đi, menu men mới đi, rồi mới, rồi tạo. Trước khi tạo thì tôi chọn vô là main menu và menu mobile ha. Chọn main menu rồi tạo. Rồi sau đó tôi mới đưa trang chủ mới ra. Trang thì tôi có trang chủ mới. Trang gì? Trang giới thiệu, trang liên hệ. Tôi đem qua. Trang cửa hàng luôn. Đem qua. Trang giới thiệu. Liên hệ nè. Giới thiệu, liên hệ. Ok. Rồi. Chuyên mục, tôi có những chuyên mục. Chuyên mục thì tôi có là tư vấn kỹ thuật, tư vấn hướng dẫn sử dụng. Điểm qua. Thì tư vấn, tôi rồi bỏ vô. Bây giờ đem lên trên này. Dưới này chút đi. Đó. Rồi tiếp theo là tới shop thì tôi sẽ đây không có cái danh mục của shop ở đây thì mình mở ra thì chọn hiển thị, bấm vào danh mục sản phẩm ở đây nó mới show ra được. Không bấm đây danh mục sản phẩm nó không show ra đâu. Bấm đây thì ở đây danh mục sản phẩm mới show ra đây. Đó. Ở đây thì mình sẽ lấy là xem tất cả nè. Mình sẽ lấy là danh mục sản phẩm 1, danh mục sản phẩm 2 nãy, danh mục sản phẩm 1 à. Làm từng nhóm qua. Đó, danh mục sản phẩm 2. Đó, mình lôi vô. Lôi này vô. Và lôi lên trên shop. Nằm con của shop. Con của shop. Rồi xong luôn. Đó là cái cách mình tạo một cái cấu trúc website. Trang chủ mới nè, giới thiệu nè, shop nè, có hai mục này, tư vấn kỹ thuật, phải có đánh giá hướng dẫn dùng liên hệ. Mình tạo cấu trúc trước. Trang chủ mới của mình lít vô thì nó là không có, nó chưa có gì hết nha, nó chưa có gì hết, nó trống, đúng không? Chỉ có footer thôi, khúc giữa trống. Đó là cách mình để mình tạo một cái cấu trúc. Thì đầu tiên để mà làm tiếp cái website của mình thì đầu tiên phải lên cấu trúc này trước nha. Cấu trúc trước mới được nha. Rồi kết thúc video ở đây nha, bạn chị video tiếp theo.